về bài ứng dụng di truyền học trong sinh học lớp 12 thì đầu tiên, ứng dụng đầu tiên sẽ là tạo giống theo biến dị tổ hợp. Nó sẽ có hai phương pháp, đó là tạo ưu thế lai và tạo giống thuần. Tạo ưu thế lai thì đầu tiên đó là khái niệm của ưu thế lai. Đó là nó sẽ cho con lai năng suất, có năng suất, sự chống chịu tốt, sinh trưởng và phát triển mạnh, vượt trội hơn so với bố mẹ của chúng. Thứ hai đó chính là cơ sở di truyền. Sẽ có giả thuyết là siêu trội. Khi con lai có nhiều cặp gen dị hợp khác nhau, chúng sẽ có những đặc điểm vượt trội hơn kiểu hình của bố mẹ trong trạng thái đồng hợp. Tác động tương hỗ giữa hai allele khác nhau của cùng một gen tạo thể dị hợp sẽ có sức mạnh vượt trội hơn so với thể đồng hợp. Như chúng ta có thể thấy là A lớn, A nhỏ sẽ lớn hơn A lớn, lớn và lớn hơn A nhỏ, A nhỏ. Tiếp theo sẽ đến là quy trình. Đầu tiên sẽ là tạo dòng thuần chủng. Thứ hai sẽ là lai hai dòng thuần chủng có kiểu gen khác nhau. Sẽ có kiểu là lai khác dòng đơn và lai khác dòng kép. Ngoài ra sẽ có hai phép lai, đó là phép lai thuần và phép lai nghịch. Tiếp theo, đặc điểm của ưu thế lai đó chính là biểu hiện cao nhất. Con lai sẽ có những đặc điểm vượt trội và biểu hiện cao nhất ở F1 và giảm dần ở các đời tiếp theo. Thứ ba sẽ là con ưu thế lai thì sẽ không dùng làm giống và chỉ có vào mục đích kinh tế. Cuối cùng sẽ là thành tựu của ưu thế lai, đó là sẽ tạo được giống lúa DT17 có năng suất và chất lượng cao. Đại bạch khi mà ta lai lợn đại bạch và ỉ 81 sẽ tạo ra lợn đại bạch ỉ 81. Và tiếp theo đó chính là lai gà ri và gà tam hoàng. Tiếp theo chúng ta sẽ đến phương pháp thứ hai, đó là tạo giống thuần. Tạo giống thuần sẽ có phương pháp ưu và nhược điểm. Phương pháp đầu tiên đó chính là tạo các dòng thuần chủng. Tiếp theo là lai khác dòng để tạo ra các đời F1, F2, F3, F4. Chủ yếu là sẽ tạo ra các biến dị tổ hợp. Thứ ba là chính là chọn tổ hợp gen mong muốn. Và bước cuối cùng đó là tạo giống thuần chủng. Vậy ưu điểm của tạo giống thuần là gì? Đó chính là dễ tiến hành và chỉ cần điều kiện kỹ thuật thấp. Còn nhược điểm của nó chính là chỉ tiến hành được ở thực vật và động vật bậc cao, không tiến hành được ở vi sinh vật. Cuối cùng đó là mất rất nhiều thời gian và công sức. Phương pháp thứ ba đó chính là đột biến gen. Sẽ có quy trình, đặc điểm và một số thành tựu. Thứ nhất, chúng ta nắm quy trình. Đầu tiên là sẽ xử lý mẫu vật bằng các tác nhân gây đột biến, rồi chọn thể đột biến có kiểu hình mong muốn, rồi sau đó sẽ chuyển qua là tạo dòng thuần chủng. Thứ ba là đặc điểm của đột biến gen là gì? Đó là có hiệu quả với động vật và thực vật, và nhất là vi sinh vật. Người ta sẽ tạo ra giống dâu tằm 3N bằng cách cho dâu tằm 2N xử lý cocisin để tạo ra dâu tằm 4N, sau đó cho lai dâu tằm 4N với dâu tằm 2N để tạo ra giống dâu 3N. Thì giống dâu 3N sẽ bất thụ, không có khả năng tạo hạt, không mất năng lượng cho quá trình sinh sản, do đó có năng suất lá cao hơn cây 4N. Phương pháp tiếp theo để tạo giống đó chính là người ta có thể sử dụng phương pháp đó chính là công nghệ tế bào. Công nghệ tế bào sẽ bao gồm công nghệ tế bào thực vật và công nghệ tế bào động vật. Công nghệ tế bào thực vật sẽ bao gồm nuôi cấy tế bào sinh dưỡng, lysosoma, hoặc là nuôi cấy hạt phấn hoặc nán chưa thụ tinh. Ở nuôi cấy tế bào sinh dưỡng thì quy trình đó chính là người ta sẽ nuôi tạo môi trường dinh dưỡng nhân tạo để cho cái mô tế bào này phát triển thành mô sẹo. Sau đó người ta sẽ sử dụng hormone để cho nó phát triển thành cây hoàn chỉnh. Ý nghĩa của phương pháp này đó chính là nhân nhanh các giống cây trồng đồng nhất về kiểu gen. Phương pháp khác tương đương đó chính là dâm cành và chiết cành. Ở phương pháp thứ hai đó là người ta sử dụng phương pháp lysosoma. Quy trình của phương pháp này, đầu tiên người ta sẽ loại bỏ thành tế bào để cho nó thành tế bào trần. Sau đó người ta sẽ lai các tế bào trần này với nhau để tạo thành tế bào lai và nuôi cấy để phát triển thành cây lai. Ý nghĩa của phương pháp này đó là người ta sẽ tạo ra được các giống mới mang đặc điểm của hai loài. Các phương pháp tương đương khác đó chính là lai xa cộng đa bụi hóa. Ở phương pháp thứ ba là nuôi cấy hạt phấn hoặc nán chưa thụ tinh, thì quy trình của nó đó chính là đầu tiên từ hạt phấn sẽ cho phát triển thành tạo thành mô đơn bội và dùng cocisin để cho nó phát triển thành cây lớn bội 2N.
Ý nghĩa của phương pháp này đó sẽ là tạo ra được các giống cây đồng hợp về tất cả các cặp gen. Các phương pháp khác tương đương đó chính là cho tự thụ phấn qua nhiều thế hệ. Ở nhân bản ở động vật thì sẽ có bao gồm nhân bản vô tính hoặc là cấy truyền phôi. Ở nhân bản vô tính, quy trình đầu tiên đó là từ nhân của người ta sẽ lấy nhân của tế bào cho nhân chuyển vô trong tế bào của tế bào cho trứng đã loại bỏ nhân, cho nó phát triển thành phôi. Sau đó người ta sẽ cấy phôi vào tử cung của một con cừu mang thai khác để cho nó phát triển thành con cừu con. Ý nghĩa của phương pháp nhân bản vô tính này là sẽ giúp tạo ra được các động vật có vú mà không cần đến giao tử đực, nhân giống các động vật quý hiếm, động vật biến đổi gen và có thể tạo được các cơ thể cùng và tạo ra được các cơ thể có cùng kiểu gen. Ở phương pháp tiếp theo đó chính là cấy truyền phôi, thì quy trình của phương pháp này đó chính là từ một cái phôi ban đầu thì người ta sẽ tách thành nhiều cái phôi nhỏ rồi cấy các cái phôi này vào tử cung của các cái con thai khác nhau để cho chúng mang thai và sinh đẻ bình thường. Ý nghĩa của phương pháp này đó chính là nó sẽ tạo ra được các cá thể có cùng kiểu gen và nhân nhai được các giống động vật quý hiếm. Giống thì người ta có thể sử dụng phương pháp công nghệ gen. Công nghệ gen đó chính là quy trình tạo ra những tế bào hoặc sinh vật có gen bị biến đổi hoặc là có thêm gen mới. Vậy thì kỹ thuật để tạo ADN tái tổ hợp đó chính là chuyển gen từ tế bào nhận sang tế bào từ tế bào à, chuyển gen từ tế bào cho sang tế bào nhận thì được gọi là kỹ thuật chuyển gen. Vậy thì để tạo ra ADN tái tổ hợp, quy trình của nó đầu tiên sẽ là người ta sẽ tách plasmid và ADN của tế bào cho ra bằng một loại enzyme cắt, đó chính là rejectase. Sau đó sẽ nối chúng lại với nhau bằng enzyme nối ligase để tạo thành ADN tái tổ hợp. Và để chuyển ADN tái tổ hợp vào trong tế bào nhận thì người ta sẽ sử dụng CACL2 hoặc là dùng xung điện giúp giãn màng sinh chất của tế bào, giúp cho phân tử ADN tái tổ hợp dễ dàng di chuyển đi qua màng. Bước thứ 3 đó chính là phân lập dòng tế bào. Khi mà ta chuyển ADN tái tổ hợp vào trong tế bào thì sẽ có tế bào nhận ADN tái tổ hợp và cũng có tế bào sẽ không nhận. Cho nên để phân biệt được tế bào chứa ADN tái tế bào chứa ADN tái tổ hợp thì người ta sẽ sử dụng thể truyền có chứa gen đánh dấu để nhận biết ra ADN tái tổ hợp. Vậy thì tiếp theo đó là công nghệ gen, ứng dụng của nó sẽ tạo ra được sinh vật biến đổi gen. Sinh vật biến đổi gen tức là sinh vật mà có hệ gen đã được con người làm biến đổi để phù hợp với lợi ích mong muốn của con người. Để tạo ra sinh vật biến đổi gen thì có 3 phương pháp, đó chính là đưa thêm một gen lạ vào trong hệ gen hoặc là biến đổi một gen đã có sẵn trong hệ gen. Cuối cùng là loại bỏ hoặc làm bất hoạt một gen trong hệ gen. Về thành tựu của công nghệ gen đó là người ta đã tạo ra được động vật chuyển gen nhờ các phương pháp như là vi tiêm hoặc là chuyển nhân, tạo ra được giống cây trồng biến đổi gen, ví dụ như là bông kháng sâu hại. Người ta tạo ra được dòng vi sinh vật biến đổi gen, ví dụ như là virus mang gen insulin của người.